trộm đột nhập vào phòng làm việc của bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Lời kể của người thân hai mẹ con ngộ độc sau khi uống sữa. Hơn 500 người chết trong vụ nổ bệnh viện ở Gaza. Ám ức vì không đòi lại được 500.000 đồng, dùng lá ngón đầu độc cả nhà bạn. Trộm đột nhập phòng làm việc của bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đang điều tra vụ trộm đột nhập một số phòng thuộc trụ sở huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện này. Được biết, vụ đột nhập xảy ra vào đầu tháng 10 năm 2023. Thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện phòng làm việc của bí thư huyện ủy và hai phòng nghiệp vụ của huyện bị trộm cậy cửa, lục lọi, trong đó có một phòng để két tủ tài liệu hồ sơ. Ngoài ra, phòng làm việc của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Giang cũng bị kẻ gian cậy cửa. Ngay sau đó, công an huyện Bình Giang và công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng. Mặc dù phòng làm việc bị phá cửa, nhưng tài sản và tài liệu trong các phòng trên đều còn nguyên, không mất mát. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Lời kể của người thân hai mẹ con ngộ độc sau khi uống sữa. Trưa ngày 17 tháng 10, nhiều người thân đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình ông Phạm Minh Thái, 51 tuổi, tại ấp khu phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Trước đó, chỉ thời gian ngắn, mẹ và em trai ông Thái lần lượt tử vong, còn người anh bị nôn ói, co giật, ói ra máu, hiện nhập viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 10, ông Thái sang nhà thăm mẹ. Sau đó đến giường định kêu ông Yên dậy, phát hiện em trai tử vong. Theo gia đình, ông Yên thường uống rượu với hàng xóm. Vài tháng trước do bị thiếu máu, ông đi chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh, sau đó về nhà không có dấu hiệu bất thường. Khi gia đình đang tổ chức tang lễ, tối cùng ngày, cô con gái thứ 5 pha 100ml sữa bột cho mẹ uống. Số sữa này đựng trong hộp thiết, được em gái thứ 7 không chồng con, phụ bán quán cơm tại thành phố Hồ Chí Minh nhờ người quen mua gửi về. Sau khi uống sữa chừng 5 phút, cụ bà có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn, co giật, đi tiểu không tự chủ. Gia đình đưa đi bệnh viện, nhưng giữa đường cụ không qua khỏi. Sáng ngày 15 tháng 10, ông Phạm Minh Tân, 55 tuổi, con trai thứ 4 của cụ bà, đến vụ tổ chức đám tang. Tại đây, ông Tân tiếp tục pha 150ml sữa cùng loại sữa bột để uống. Uống được khoảng 2 ngụm, ông than đau bụng, nhức đầu, chóng mặt, tay chân co quắp, ói ra máu, kèm sữa. Được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, sau đó chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Thái, loại sữa mẹ và anh trai uống trọng lượng mỗi hộp 900 gram. Hộp đang uống đã khui khoảng 10 ngày, hạn sử dụng đến năm 2025. Bên trong còn chừng nửa hộp. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã thu giữ hộp sữa uống dở và một hộp nguyên cùng số ly, chai nước. Chìm tàu câu mực, 13 ngư dân mất tích, âu lo và nước mắt người đợi chờ. Tối 17 tháng 10, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tỏa đi đến 13 ngôi nhà có ngư dân mất tích để chia sẻ động viên những người vợ, người mẹ vững tin bởi lực lượng chức năng và ngư dân đang quần thảo tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trong hai vụ chìm tàu câu mực. Chị Phạm Thị Liên, 39 tuổi, ngồi co ro bên góc nhà, nước mắt chảy dài mỗi khi nhắc đến chồng. Chị Liên kể, ngày 5 tháng 10, anh Nguyễn Ngọc Phúc, chồng của chị Liên, mua nhu yếu phẩm lên tàu đi biển. Lúc đi, anh nói đi phiên cuối năm rồi nghỉ đón Tết. Tôi mang bầu gần 7 tháng, đi phiên này xong anh Phúc cũng về ở nhà phụ vợ lúc sinh con. Vậy mà giờ không biết anh đang ở đâu, trời ơi! Chị Liên khóc. Từ lúc hay tin hai tàu câu mực bị lốc xoáy đánh chìm, từng nhóm phụ nữ đứng trò chuyện dọc tuyến đường. Mặc mưa gió, mọi người hướng về phía những ngôi nhà có người mất tích. Chị Mai Thị Nghị, vợ của ngư dân Đinh Văn Phương, kể chuyến biển trước, anh Phương mang về cho vợ con hơn 40 triệu đồng. Ở nhà được 10 ngày, anh lại đi biển. Xóm nhỏ này có 3 người đi trên chuyến tàu đó. Hai người được cứu rồi, chỉ có chồng tôi, giờ chẳng biết ở đâu. Cầu trời phù hộ, anh không có chuyện gì. Chị Nghị nói, cưới nhau được hơn 20 năm, chừng ấy thời gian anh Phương đi biển. Nghề câu mực đặc thù, biển có gió lớn, câu dễ hơn nên ai cũng ham. Phận làm vợ, mỗi lần chồng đi biển, chị Nghị lại phập phồng lo âu. 7 tàu cá và nhiều tàu của lực lượng chức năng đang tiến về khu vực đảo Sông Tử Tây để tìm kiếm 13 ngư dân mất tích. Thủ tướng cũng có công điện yêu cầu bằng mọi cách tìm kiếm các ngư dân. Tất cả lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm, hy vọng sẽ có phép màu. Khánh thành 2 cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An.
Sáng ngày 18 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải khánh thành cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu qua Thanh Hóa, Nghệ An sau gần 2 tháng tạm khai thác. Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn có chiều dài 43 km đi qua huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Dự án hiện còn khoảng 30 km đường gom, dự kiến hoàn tất trong tháng 11. Tuyến tiếp nối là cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu có chiều dài 50 km đi qua Thanh Hóa khoảng 6,5 km và Nghệ An 43,5 km, tổng mức đầu tư 7.293 tỷ đồng. Các nhà thầu đang tập trung thi công 58 km đường gom dân sinh và dự kiến hoàn thành trong tháng 10. Sau khi hoàn thành, hai dự án quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu tạo trục cao tốc xuyên suốt từ Pháp Vân, Hà Nội đến Nghệ An với tổng chiều dài 251 km. Trước mắt các đoạn cao tốc chưa thu phí. Giai đoạn đầu, hai đoạn cao tốc được xây dựng 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80 km/h, không có làn dừng khẩn cấp mà bố trí điểm dừng. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, nền đường 32m, vận tốc thiết kế 100-120 km/h. Hai đoạn cao tốc hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian lưu thông phương tiện giữa Thanh Hóa, Nghệ An từ 3 giờ đi quốc lộ 1 còn 1,5 giờ. Đi từ Hà Nội đến Diễn Châu, Nghệ An, phương tiện lưu thông chỉ mất 3,5 giờ thay vì khoảng 5 giờ như trước đây. Trước đó, từ ngày 1 tháng 9, hai dự án đã được thông xe tạm khai thác, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Hơn 500 người chết trong vụ nổ bệnh viện ở Gaza. Bộ Y tế Palestine cho biết Bệnh viện Baptist Al-Ali, nơi trú ẩn cho hàng nghìn người phải sơ tán, bị đánh bom hôm ngày 17 tháng 10. Nhiều nạn nhân vẫn còn nằm dưới đống đổ nát. Bệnh viện Baptist Al-Ali ở trung tâm thành phố Gaza. Hamas cho biết hơn 500 người đã thiệt mạng vì vụ đánh bom. Bộ Y tế Palestine trước đó ước tính sơ bộ cho thấy có khoảng 200 đến 300 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Các quan chức Palestine đổ lỗi cho các cuộc không kích đang diễn ra của Israel là nguyên nhân gây ra vụ việc chết người này. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công bệnh viện. Thay vào đó, đổ lỗi cho vụ phóng tên lửa thất bại của nhóm Hồi giáo Jihad là nguyên nhân của sự việc. Chúng tôi không tấn công bệnh viện. Thông tin tình báo mà chúng tôi cho thấy đó là một vụ phóng tên lửa thất bại của nhóm Hồi giáo Jihad. Chúng tôi không cố ý tấn công bất kỳ cơ sở nhạy cảm nào và chắc chắn không phải bệnh viện. Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đổ lỗi cho những kẻ khủng bố mang rợ ở Gaza vì đã tấn công bệnh viện. Bất cứ ai sát hại dã man con cái của chúng tôi cũng đang giết hại con cái của họ, ông nói. Trong khi đó, Dao Sehab, phát ngôn viên của nhóm Hồi giáo Jihad nói, đây là một lời nói dối và bịa đặt, nó hoàn toàn sai sự thật. Israel đang cố gắng che đậy tội ác khủng khiếp và vụ thảm sát mà họ đã gây ra đối với dân thường. Gaza đã bị Israel bao vây trong hơn một tuần nhằm đáp trả cuộc tấn công chết người của Hamas. Các bệnh viện đang phải vật lộn để chăm sóc những người bị thương trên toàn Gaza, hoạt động trong tình trạng thiếu điện và nước. Người Hà Nội gửi nước chi viện cư dân chung cư Thanh Hà. Anh Nguyễn Quốc Bình, quản trị viên của một cộng đồng ô tô trên mạng xã hội cho biết, khi nghe tin 2-3 ngày qua cư dân khu đô thị Thanh Hà ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai bị cắt nước sinh hoạt, nên đã cùng bạn bè góp tiền mua 2 xe nước gửi tặng. 2 xe nước sạch chắc chắn không đủ cung cấp cho cư dân, nhưng đây là giải pháp tình thế, chỉ mong san sẻ được với bà con lúc khó khăn, anh Bình nói. Ngoài 2 xe nước của anh Bình, một số công ty hội nhóm trên địa bàn Hà Nội cũng gửi xe nước, mong tạm thời giải tỏa nhu cầu của hơn 16.000 người sinh sống tại 23 tòa chung cư. Ông Phan Minh Châu, tổ trưởng tổ dân phố số 4 cho biết, nước bị cắt đột ngột từ ngày 14 đến tối ngày 16 tháng 10 có lại, nhưng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 10 tiếp tục mất. Lượng nước được cung cấp trong đêm ít, không đủ cung cấp cho người dân sử dụng hay tích trữ. Khoản tiền do cư dân trong tòa nhà đóng góp để mua nước sạch đến nay cũng cạn kiệt. Một số cá nhân khác cũng có ý định ủng hộ riêng một xe cho tổ 4, nhưng ông đề nghị để dành, phòng trường hợp cắt nước dài ngày. Bà Trần Thị An, đại diện cư dân khu đô thị Thanh Hà, cho biết từ chiều ngày 17 tháng 10, liên tục nhận được xe nước sạch của người dân chở đến chi viện. Khoảng hơn 10 xe đã được chuyển đến, mỗi xe khoảng 10 mét khối chia cho 23 tòa nhà. Nhiều ngày nay, cư dân đang sống bằng nguồn nước tương trợ của Mạnh Thường Quân.
Chúng tôi cảm ơn lòng tốt của mọi người, đồng thời các cấp chính quyền quan tâm nhiều hơn về vấn đề nước sạch để cư dân không phải vật vờ chờ từng giọt nước, bà An nói. Ấm ức vì không đòi lại được 500.000, dùng lá ngón đầu độc cả nhà bạn. Đôi khi vì những lý do rất đơn giản nhưng lại trở thành động cơ gây án của đối tượng coi thường pháp luật. Sau bữa cơm trưa ngày 13 tháng 4 năm 2020, gia đình 5 người nhà ông Triệu Giào Ép, trú thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, bất ngờ lên cơn đau bụng, chóng mặt, đau đầu dữ dội. Tất cả các thành viên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Nhưng không may trong đó có một cháu bé 8 tuổi tử vong. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện có độc tính lá ngón trong mắt canh. Các cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự tiếp tục kiên trì đấu tranh và đã thu thập được thông tin về đối tượng Triệu Chói Phin, sinh năm 1965, trú cùng thôn với gia đình bị hại, có biểu hiện nghi vấn. Theo lời khai của Phin, cuối năm 2019, hắn vay của cha con ông Ép số tiền 1,5 triệu đồng, hẹn sau Tết Nguyên đán 2020 sẽ trả. Đến hẹn nhưng chưa có tiền trả nợ nên vợ chồng Phin nhiều lần xảy ra cãi vã. Con trai Phin biết chuyện nên gửi tiền về trả nợ thay cha. Thế nhưng Phin lại tỏ ra bực tức vì con trai tự ý trả tiền mà không thông báo cho mình, đồng thời cho rằng mình chỉ vay con trai ông Ép 1 triệu chứ không phải 1,5 triệu đồng. Phin gặp cha con ông Ép để đòi lại 500.000 đồng nhưng không được chấp nhận. Trở về, hắn vô cùng tức tối và nảy sinh ý định trả thù bằng cách vò lấy nước lá ngón rồi bỏ vào bát canh của gia đình ông Ép. Sáng cùng ngày xảy ra sự việc, trước khi đi làm, vợ ông Ép đã nấu sẵn hai bát canh và tới trưa về nấu lại cho nóng. Sau khi cả nhà dùng bữa trưa thì xảy ra sự việc như trên. Rất nhanh sau đó, ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại Tòa án Nhân dân huyện Na Hang, Tòa án Nhân dân tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức xét xử lưu động vụ án trên. Triệu Chói Phin phạm tội giết người, xử phạt tù chung thân. Gã trai có vợ ra tay sát hại nữ nhân viên cửa hàng quần áo. Ngày 18 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ giết người tại một cửa hàng quần áo ở thành phố Bắc Ninh. Trước đó, hồi 15 giờ ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về việc khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, tại một cửa hàng quần áo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, chị Ngô Thị B, sinh năm 1996, trú ở Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên, là nhân viên bán hàng tại cửa hàng, bị nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, bụng, ngực. Hậu quả chị B tử vong, sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình điều tra ban đầu xác định, đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986, trú ở Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên, đã có vợ và hai con đang sinh sống tại Thái Nguyên. Theo lời khai của nhân chứng, Hiệp nhiều lần đến gặp chị B tại cửa hàng vào các buổi trưa, chưa rõ mối quan hệ cụ thể. Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 17 tháng 10, Hiệp đến cửa hàng và gặp chị B. Quá trình nói chuyện, chị B và Hiệp có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Hiệp dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào vùng đầu, cổ, ngực và bụng, làm chị B tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một con dao bầu dính máu. Sau khi gây án, Hiệp điều khiển xe ô tô taxi bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh tìm thấy chiếc xe ô tô có đặc điểm như trên đang đổ trong làn xe máy trên cầu Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thu giữ trên xe một điện thoại di động, một ví da có giấy tờ tùy thân của đối tượng Hiệp. Quá trình lấy lời khai của nhân chứng xác định, khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, nam thanh niên điều khiển chiếc ô tô trên đến và đổ trên cầu Thanh Trì, sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng. Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung điều tra, làm rõ vụ việc. Mục đích chuyến thăm Israel của Tổng thống Biden. Hôm 16 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ tới thăm Israel vào ngày 18 tháng 10. Theo hãng tin Reuters, thông qua chuyến thăm, ông Biden muốn thể hiện sự ủng hộ của Mỹ dành cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu giữa lúc Washington đang cố gắng ngăn chặn giao tranh giữa Israel và Hamas biến thành cuộc chiến mở rộng. Có sự tham gia của Iran, lực lượng Hezbollah ở Lebanon và Syria, một cuộc gặp trực tiếp sẽ giúp Tổng thống Mỹ thảo luận riêng về những mối lo ngại với Thủ tướng Netanyahu và những làn ranh đỏ đối với chiến dịch tấn công trên bộ mà quân đội Israel có thể triển khai ở giải Gaza. Ông John Ackerman, Phó Chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định mục đích chuyến đi của Tổng thống Biden là để có thể gây ảnh hưởng hiệu quả hơn tới những quyết định của Israel trong thời gian tới. Bởi theo ông, các quan chức Israel cần phải cảm nhận
bạn đang đồng hành cùng họ và hiểu được sự tức giận cũng như nỗi đau của họ. Ông Biden từng tới thăm Israel 10 lần, và lần đầu tiên với tư cách thượng nghị sĩ Mỹ vào năm 1973, một số tổng thống Mỹ cũng từng tới thăm Israel. Còn theo ông Alan Pikas, cố vấn chính sách đối ngoại lâu năm ở Israel và từng phục vụ dưới thời cựu thủ tướng Ehud Barak, tổng thống Biden có thể kết hợp chuyến thăm với việc gặp tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở bờ Tây, như nhà lãnh đạo Mỹ từng làm trong chuyến thăm Israel năm 2022. Trên thực tế, hiếm có tổng thống Mỹ đến thăm các nước đồng minh ngay sau khi xung đột bùng nổ, mà công việc này thường được giao cho một nhà ngoại giao hoặc quan chức quốc phòng cấp cao. Chợ Bến Thành xuống cấp, tiểu thương dùng chậu chống dột. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã đề xuất cải tạo chợ Bến Thành và khu quảng trường trước chợ, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Việc tu sửa chợ chia làm hai giai đoạn, trong đó phần chính là cải tạo mái chợ hết khoảng 95 tỷ đồng. Các hạng mục còn lại như thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, lát nền hết 45 tỷ đồng. Chợ Bến Thành xây dựng từ năm 1912, có tổng diện tích hơn 13.000 m², là một trong những công trình biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, thu hút nhiều người dân, du khách. Sau 38 năm từ lần tu sửa đầu tiên, nhiều hạng mục trong và ngoài chợ xuống cấp theo thời gian. Các mảng tường bên trong chợ không còn giữ được lớp sơn ban đầu, phần lớn bị vàng ố, ám đen. Gần 2 năm nay, nhiều tiểu thương phải căng ni lông trên nóc sạp, ngăn nước mưa dột xuống. Khu quầy bán đồ thời trang là dột nặng nhất, có nhiều khi mưa lớn quá nước chảy ướt sũng sàn, thấm vào hàng hóa. Anh Công Tuấn, tiểu thương bán túi xách cho biết, một số tiểu thương dùng thau nhựa đặt trên nóc sạp hứng nước mưa. Ở bên ngoài chợ, một số tôn ở trần bị hư hỏng, thủng hoặc gỉ sét. Các góc tường nơi đặt biển quảng cáo cũng dính rêu mốc do thấm nước. Nhiều phần mái tôn chợ chắp vá, không đồng bộ với màu đỏ giả ngói chủ đạo. Theo Ủy ban Nhân dân quận 1, chợ Bến Thành là công trình đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích thành phố nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng di tích. Do đó, việc sửa chữa nhằm cải thiện điều kiện sử dụng bên trong, không đụng đến những kiến trúc mang tính bảo tồn bên ngoài của công trình. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.